14 phút 15 rồi. Anh ấy có cả cây nhiều này. Không biết trang nghèo à. Anh Tuấn chuẩn bị vào à? Em hỏi sao lùi xuống lại nào? À, không, em bảo anh chuẩn bị vào à. Đưa tay lên nào. Hoa đang ngồi ở đẹp trai lùi con gái. Chia cho anh, chia cho em. Nhưng mà em cho lại lắm. Chia mặc áo vào, người ta đứng ngoài ăn. Không, 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 không cần. Chỉ cần đứng ra nắng là ấm rồi. Chúng anh đây bấm ra, anh đổi em ơi. Anh Hiền nè. Bà anh Hiền ơi, đứng ra anh Hiền ơi. Và đây là chương trình 24 giờ. Biên tập viên Văn Hiền. Đó lên ra ha. Dài, dài đẹp. Lùi lại anh ơi, lùi lại em quay cái. Nguyên với cả Khánh này. Nguyên này. Chúng anh đi ra, chúng anh ơi. Cái này xong hết à? Một phút nữa. Một phút nữa. Khánh nhờ, Khánh nhờ. Cho ai đã thòng cho Khánh cánh anh ơi. Trời ơi. Anh em lâu không đá, đá 3 phút là kiểu gì chẳng mệt. Ui rồi. Nào đầu. Yeah.
Thôi 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 thôi. Năm phút rồi anh ơi. Anh chết rồi. Ok rồi mồm to ấy, nhà ta hay đi hát karaoke. Anh như ai? Anh toàn hỏi đều nhau. Thôi hết giờ. Đúng đấy. Anh hết giờ. Cho tôi sáu đi. Quả cuối làm gì? Thôi cho ba quả cuối đi. Lên đôi xanh dễ diệt đó. Trời ơi. Rồi bạn mệt mệt rồi. Lúc nãy đôi xanh đôi đó quăng đôi xanh vào diệt nó lành. Ủa tí tưởng đá với cả ấy nữa chứ anh. Thì từ từ đấy. Thì Zuna với cả Tín Phát anh. Vào ấy. Ăn bỏ nguồn hơi hay. Nguồn châu bò. Nguồn nó châu bò. Nguồn chơi hay không? Đội. Thôi ông Tuấn Anh ông chỉ xúc bóng tỉnh thôi. Tôi xúc vào vào sân xúc bóng bóng động có bao giờ được mấy quả đâu. Được anh ạ, à, cái hồi đá Tuấn Anh nha, Tuấn Anh chỉ xúc con to thôi. Tuấn Anh chỉ xúc được con to thôi. Ôi. 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 Ôi